Mới đây nhất thì cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy tố ông Nguyễn Đức Thái, cựu giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vì tội nhận hối lộ. Vụ án này gây bức xúc vì liên quan đến hàng triệu gia đình, đến hàng triệu học sinh. Vì một lĩnh vực được giám sát soi rất là kỹ từ các cơ quan chức năng, nhưng mà rồi vẫn có đi đêm, vẫn ưu ái và tất nhiên là vẫn có hối lộ. Tại sao lại nói liên quan đến hàng triệu gia đình? Bởi vì theo thống kê của chính Bộ Giáo dục, có 23 triệu học sinh trên khắp cả nước. Điều này đồng nghĩa hầu như gia đình nào trên đất nước của chúng ta cũng có con em đang độ tuổi đi học. Và đã đi học thì sẽ phải mua sách. Chính những sai phạm của ông Thái và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gián tiếp khiến học sinh và phụ huynh phải gánh chịu ở mức giá sách giáo khoa tăng cao. Vậy thì nguồn cơn vụ án này thế nào? Mọi điều bí mật ẩn giấu ra sao trong suốt bao nhiêu năm qua? Kính mời các bạn hãy cùng tra án. Quan làm, dân khổ, ăn ở mọi nơi. Để hiểu đơn giản thì vụ án này gồm hai bên. Đó chính là Nhà xuất bản Giáo dục và các công ty cung cấp giấy. Về phía Nhà xuất bản Giáo dục, cụ thể là ngày 23 tháng 9, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, cựu giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về tội nhận hối lộ, và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu trưởng ban kế hoạch marketing của Nhà xuất bản Giáo dục, tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Về phía các công ty, truy tố Tô Mỹ Ngọc, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Phùng Vĩnh Hưng, và Nguyễn Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Minh Cường Phát về tội đưa hối lộ, là hai công ty cung cấp giấy đã trúng thầu. Việc mua giấy để phục vụ in sách là hoạt động thường xuyên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trước năm 2017, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đều áp dụng hình thức chào giá khi mua giấy để phục vụ in sách giáo dục. Vào năm 2017, bị can Nguyễn Đức Thái được bổ nhiệm là chủ tịch hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, có quyền quyết định trong việc mua sắm giấy in, phục vụ in sách giáo khoa. Ông Thái đã không thực hiện hình thức đấu thầu này nữa. Theo đề nghị của bị can Ngọc Minh là phía cung cấp giấy in, ông Thái đã chỉ đạo nhân viên thực hiện 3 hành vi sai phạm. Thứ nhất là lựa chọn mua sắm giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh, trái với quy định của luật đấu thầu để hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực. Trong thực tế thì chào giá cạnh tranh là việc nhà thầu sẽ gửi bản báo giá về hàng hóa theo yêu cầu mà bên mời thầu đưa ra. Mục đích của việc lấy báo giá cạnh tranh là để bên mời thầu lựa ra được nhà cung cấp phù hợp với mức chi phí tối ưu nhất. Nhưng mà rồi dẫn đến điểm sai phạm thứ hai là đã tiết lộ thông tin về thông số kỹ thuật, khối lượng hàng hóa trước thời điểm phát hành hồ sơ dự thầu, giúp các công ty nêu trên có lợi thế so với công ty đối thủ. Thứ ba là hợp thức hóa thủ tục đấu thầu để tạo điều kiện cho hai công ty được cung cấp giấy in cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nhờ có sự tạo điều kiện của ông Thái, từ năm 2018 đến năm 2021, các công ty của bà Ngọc đã tham gia và trúng 13 gói thầu với tổng trị giá là 2.101 tỷ đồng. Công ty của ông Minh được tham gia và trúng 5 gói thầu với tổng số tiền là 209 tỷ đồng. Vậy thì cái giá phải trả cái mối lợi này là gì? Cựu chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng từ bị can Ngọc và Minh. Cụ thể là vào năm 2017, sau khi chỉ đạo nhân viên đưa công ty Phùng Vĩnh Hưng, công ty Minh Cường Phát vào danh sách ngắn, các nhà thầu được gửi yêu cầu báo giá, gửi hồ sơ yêu cầu, tiết lộ thông tin về thông số kỹ thuật, khối lượng hàng hóa trước thời điểm phát hành hồ sơ dự thầu, hợp thức hóa hồ sơ ấn định cho hai công ty trúng thầu trên. Ông Thái đã nhận được số tiền là 3,2 tỷ đồng từ Ngọc, nhận 2,9 tỷ đồng từ Minh. Trong các năm tiếp theo, từ năm 2018 đến 2021, khi đã quen mùi, bị can Thái thông đồng, thống nhất với Ngọc và Minh để sắp xếp tạo điều kiện cho các công ty được tham gia vào danh sách ngắn, các công ty tham gia chào giá, cung cấp giấy in. Qua đó thì bị can Thái nhận hối lộ 16,8 tỷ đồng từ Ngọc và 2 tỷ đồng từ Minh. Nói tóm lại là trong vụ án này, phía Nhà xuất bản Giáo dục đã không minh bạch, cá nhân ông Thái thì đi đêm nhận hối lộ 25 tỷ đồng với phía hai công ty cung cấp giấy là công ty Phùng Vĩnh Hưng và công ty Minh Cường để cho họ trúng thầu với một mức giá cao hơn. Giá giấy in được bán cao hơn bình quân khoảng 1,7 lần so với giá giấy công ty nhập khẩu trực tiếp, tương ứng số tiền chênh lệch là khoảng 210 tỷ đồng. Và số tiền này thì không chỉ thiệt hại cho phía nhà nước mà chính phụ huynh và học sinh cũng là những người chịu ảnh hưởng suốt những năm qua khi mà mua sách giáo khoa, bởi vì giá giấy in chiếm 30 đến 40% cơ cấu giá bán sách giáo khoa, nên việc mua giấy in với giá cao sẽ phải làm tăng giá sách. Người dân phải mua thì bị xác định là cao hơn giá sách giáo khoa đúng giá với số tiền là hơn 85 tỷ đồng. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có vai trò gì? Có một thực tế đó là năm nào cũng có nguy cơ chậm cung cấp sách giáo khoa cho học sinh. Bất cập này là lý do cho đơn vị xuất bản sẵn sàng đi đêm, đi tắt với những nhà cung cấp giấy. Một cơ chế đặc biệt để có thể mua sắm vật tư in sách giáo khoa vì mục tiêu là kịp có sách cho trẻ khi khai giảng là rất cần thiết.
nhưng mà cùng với đó cũng cần một công tác quản lý đặc biệt để không bị lạm dụng. Thế nhưng mà khi vướng mắc chưa được giải quyết, tình trạng đi đêm mặc nhiên tồn tại. Vai trò của Bộ Giáo dục Đào tạo lại rất mờ nhạt, thiếu các quy định cụ thể về kiểm soát hoạt động đấu thầu, mua sắm thường xuyên. Đây là kẽ hở để các cá nhân điều hành, đơn vị trực thuộc làm sai, trong khi những vướng mắc liên quan tới quy trình nhằm đảm bảo được tiến độ cung ứng sách giáo khoa cũng chưa được tháo gỡ. Trong vấn đề xuất bản sách giáo khoa, ngoài quản lý còn cần nói đến vai trò giám sát. Cần nhắc lại là từ năm 2017, vấn đề sách giáo khoa luôn là điểm nóng, nóng trên nghị trường Quốc hội, trong nhiều diễn đàn và cuộc họp. Hàng loạt vấn đề được nêu ra như giá sách mới gấp 3 đến 4 lần sách cũ, sai sót trong nội dung hay chậm trễ phát hành. Trong đó thì theo giải trình về giá sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục, giá giấy in chiếm 30 đến 40% cơ cấu giá bán sách giáo khoa. Việc không minh bạch trong quy trình chọn nhà cung cấp giấy in có tác động đến giá sách. Thế nhưng mà qua giám sát chưa thấy được kẽ hở hay là nguy cơ. Hàng năm thì Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn yêu cầu các đơn vị xuất bản sách phải bằng mọi nỗ lực cung ứng đủ sách cho học sinh. Nhưng mà đồng thời với chỉ đạo đó, Bộ đã căng hết mình rào chắn không để tình trạng lạm dụng nhiệm vụ đặc biệt này cho động cơ tiêu cực hay chưa. Hơn nữa, giám sát cũng là để góp phần ngăn chặn sai phạm từ xa. Phải chăng hoạt động giám sát vẫn chưa đủ sức đánh động nhà quản lý? Ở đây là Bộ Giáo dục Đào tạo phải làm hết chức trách trách nhiệm của mình, ngày đêm vắt óc tìm để phát hiện ra những lỗ hổng trong cơ chế để mà bịt lại. Cái việc soi hay giám sát thì cũng chưa đủ sức răn đe để các đơn vị cá nhân liên quan trong lĩnh vực được giám sát không dám làm sai. Ở đây thì là nhà xuất bản giáo dục, doanh nghiệp cung cấp giấy, rằng nếu mà họ giám sát chặt chẽ ngay từ đầu thì nếu mà mình không ngay thẳng thế nào cũng có ngày bị lộ. Vì vậy từ vụ án này, bài học rút ra là phải làm gì đó để ngăn chặn những vụ việc gây bức xúc như ở nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Đó là tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong mọi hoạt động. Một lĩnh vực có quá nhiều bức xúc. Cứ vào đầu năm học mới, chị Hoàng Dung là một viên chức công tác tại tỉnh Hưng Yên lại cảm thấy nỗi bức xúc thêm một lần bị đẩy lên. Qua hai lần sinh nở, chị Dung có 4 đứa con, nên mỗi khi chuẩn bị vào năm học mới, chị phải mua liền một lúc 4 bộ sách giáo khoa. Năm nay, số tiền chị phải bỏ ra để mua bộ sách giáo khoa lớp 4 là hơn 450.000, 3 bộ sách giáo khoa lớp 2 là hơn 270.000 đồng. Tổng cộng, chị đã phải chi ra hơn 1,2 triệu chỉ riêng cho sách giáo khoa. Điều đáng nói ở đây là trong số 24 cuốn sách giáo khoa lớp 4 thì có tới một nửa là sách bài tập. Mà những cuốn này học sinh chỉ dùng một lần là bỏ, bởi vì các con sẽ điền vào những chỗ trống có sẵn. Do đó chị Dung muốn tiết kiệm thì cũng không được. Chị Dung đã tâm sự: "Tôi nhớ là mấy năm trước có mua sách giáo khoa cho cháu lớn đi học, mỗi bộ giá chỉ tầm 50 đến 100.000 đồng. Thế mà chỉ sau chừng 3-5 năm khi đến lượt đứa bé đã phải mua sách giáo khoa đắt gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần." Còn anh Đoàn Thảo, một viên chức của bộ tại Hà Nội, cũng không kém phần bức xúc khi được hỏi về chuyện sách giáo khoa của các con. Gia đình anh có 2 cháu, mỗi năm học mới, số tiền phải chi cho 2 bộ sách giáo khoa hết tầm từ 800 đến 1 triệu đồng. Đối với gia đình công chức viên chức thì số tiền này không phải là quá sức. Song với con em công nhân, đặc biệt là học sinh dân tộc miền núi thì cũng không phải là số tiền nhỏ. Thêm nữa khi soi kỹ, trong bộ sách cánh diều mà các cháu đang học có những cuốn như là giáo dục thể chất hay là hoạt động trải nghiệm, là môn cháu rất ít dùng. Hỏi con là các cháu cho biết những cuốn sách trên có mang đến lớp thì cũng hiếm khi được dở ra. Do vậy cá nhân tôi cho rằng hai cuốn sách trên chỉ cần phát hành cho giáo viên là đủ rồi. Thử làm một phép tính nhỏ, giá bìa của hai cuốn sách trên tổng là 33.000 đồng. Thoạt nghe thì có vẻ là không đáng bao nhiêu, song nếu nhân với số lượng in lần lượt là 170.000 cuốn và 200.000 cuốn thì tổng cộng số tiền phụ huynh học sinh phải bỏ ra lên tới hơn 12 tỷ đồng. Quả là một số tiền không nhỏ. Đề cập đến câu chuyện lãng phí sách giáo khoa, bà Lê Thị Nga là chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội từng phải thốt lên rằng: "Tại sao mà bây giờ lại khác thế hệ trước? Một bộ sách không dùng được 2-3 thế hệ. Tại sao lại phải ghi bài tập vào sách giáo khoa? Tại sao lại để phí mỗi năm chúng ta xuất bản hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa, xã hội mất hàng nghìn tỷ đồng, nhưng mà đến năm sau thì không dùng được nữa?" Ngoài những bức xúc về bất cập, lãng phí trong phát hành sách, thì các bậc phụ huynh và giáo viên lại còn bày tỏ băn khoăn khi các con liên tục bị xoay như trong chóng khi Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa. Chị Nguyễn Hải Yến, giáo viên một trường trung học phổ thông thuộc tỉnh Hải Dương chia sẻ: "Gần đây cơ quan quản lý đưa ra một chương trình nhiều bộ sách. Mục đích của việc ban hành nhiều bộ sách là tạo ra sự đa thành, đa sắc, đa cực cho người dạy và người học được phát huy hết quyền và khả năng của mình. Nhưng mà đáng tiếc, không hiểu do nguyên nhân gì mà đằng sau mục tiêu tốt đẹp ấy, một cái chợ trong ngành giáo dục được hình thành. Sách thành miếng mồi béo bở cho cả một hệ thống ăn theo. Cuộc chiến thương mại bắt đầu từ khâu viết sách, thẩm định, duyệt sách hay chọn sách. Không những thế, các bộ sách không triển khai chương trình đồng nhất,
thậm chí là có nhiều sự khác biệt về nội dung cấu trúc. Có bộ môn như là toán lớp 7 cùng một nội dung nhưng mà sách cánh diều dạy ở kỳ 1 và sách kết nối tri thức lại thiết kế ở kỳ 2. Kiểu loạn sách giáo khoa làm khó, thậm chí là đánh đố rất nhiều em học sinh.